Trong quý 1, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay đã giải phóng mặt bằng đạt 55% kế hoạch cả năm. Các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 276 ha, đạt 55% kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trong năm 2022. Trong đó, khu công nghiệp Minh Quang giải phóng mặt bằng được 116 ha, khu công nghiệp Sạch 143 ha, khu công nghiệp Finastera 32 ha. Bên cạnh đó, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được khoảng 29 ha, đạt 24% kế hoạch. Trong quý 1 năm 2022, đã tiếp nhận được 3 dự án có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 345 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 112 triệu đô la Mỹ và trên 400 tỷ đồng. Như vậy, tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong quý 1 năm 2022 là khoảng 145 triệu đô la Mỹ, đạt 32% kế hoạch.